tương đối đều. Chín mươi phần trăm chẳng qua là cần nó có cánh. À đúng rồi, nó phải có cánh thì nó mới có trứng được. Nó lột xác lần cuối cùng nó là nó là dưới cánh. Trang trại Thanh Xuân thu mua dế trứng cho quý vị và bà con. Đạt tiêu chuẩn dế trứng đó là từ 90% số lượng con dế trong thùng có cánh dài chùm lưng và một con chưa có cánh. Ví dụ như 10% là chưa có cánh và 90% là dế có cánh thì đấy là đạt tiêu chuẩn để bán dế trứng. Khi con dế nó lột cánh lần cuối cùng lúc khoảng tầm 28 đến 30 ngày tuổi là dế sẽ ra cánh lần cuối cùng. Thì lúc này dế mới bắt đầu bước vào thời kỳ giao phối. Sau khi giao phối xong thì trứng nó mới căng, ở trong bụng nó mới căng. Nếu bà con nuôi nhanh thì khoảng 33 ngày là đã cánh dài chùm lưng hết rồi. Nếu mà bà con nuôi chậm thì khoảng tầm 35 ngày đến 37 ngày. Còn nếu bà con nuôi sai kỹ thuật thì dế sẽ từ 40 ngày. 40 ngày trở ra. Đấy là bà con nuôi chậm mà nuôi sai kỹ thuật, do mình cho ăn rau không đủ hoặc là nuôi môi trường nuôi nó bị ẩm mốc, hoặc là bà con nuôi dày quá, mật độ nó dày quá thì con sẽ ăn được, con sẽ không ăn được. Bởi vì khi là nó trèo leo lên để ăn được rau hoặc cám thì nó chật, nó sẽ trèo leo, nó không được, không có chỗ để nó trèo leo đi lại. Đây là con dế chuẩn bị lột xác, nó sẽ sậm màu lại rồi. Sậm màu lại, còn đây là con dế đã lột xác lần cuối cùng. Và dế cái cũng có hai màu sắc, màu đen và màu xanh vàng. Khi thu con dế thịt là chúng ta thu cái con lúc màu vàng như thế này. Còn cái con là nó chuyển sang màu đen như thế này. Chuyển sang màu đen như thế này là chuẩn bị lột xác rồi, nó sẽ sẫm màu lại và nó sẽ lột xác lần cuối cùng. Nếu bà con thu dế thịt để bán về trang trại Thanh Xuân thì sẽ cái lúc mà đây nó cánh này. Đây vàng ươm như này, màu vàng sáng như này là mình thu dế bay. Em có nuôi không? Không, em không nuôi đâu. Em chở hộ à? Chở xe à? Năm thùng 60 cân nhỉ? 5 thùng thì được 60 cân nhỉ? Mỗi thùng thì 15 cân nhỉ?